Xin chào quý vị và xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cái cách mà mình làm trái cây ngọt hơn. Thì trước khi mình chia sẻ với các bạn, mình sẽ dẫn các bạn đi coi một số cái cây ăn trái ở trong vườn nhà mình. Ở đây mình có cái cây cam này các bạn. Cái cây này rất là sai trái. Đây là trái đây. Cây này cũng là chín hơi chậm đó các bạn. Cái cây này đó các bạn, mình nhìn là mình đã biết là chua rồi. Rồi tí nữa mình sẽ giải thích cho các bạn là tại sao. Còn đây là cái cây ổi. Cây này rất là thơm mà ngọt nữa. Mặc dù là mình trồng ở trong chậu. Mình để đây, cái chậu này mình chuyển ra đây chỗ này là được hơn một năm rồi. Mình nghĩ là cái rễ có thể nó đã đâm xuống bên dưới rồi. Cho nên là mình để uy nguyên như vậy. Mình chưa có muốn di chuyển nó. Mà trái này nè các bạn. Trái này là hầu như là ngày nào nó cũng cho mình chín. Ngày nào mình cũng phải đi ra mình thu hoạch rô. Ở đây có cây tắc này nè các bạn. Đấy, mình cũng sẽ chia sẻ với các bạn cái cách mà mình cắt tỉa luôn. Cái cây tắc này thì thường là nó chua, nhưng mà chúng ta có thể chỉnh cho nó cái độ chua của nó. Mình có thể để nguyên cho nó thật chua, hoặc là các bạn có thể giảm cái độ chua của nó xuống. Mình cũng sẽ chia sẻ luôn. Ở đây có mấy cây cà chua nữa. Đấy là những cái dòng ăn trái nha. Ở trong cái chỗ này mình cũng có trồng cây nho đây này. Năm nay là bắt đầu nó cho mình trái rồi. Đấy, cái cây nho mà trồng chỗ này là cũng có nhiều khả năng là mình sẽ bị chua. Nhưng mà hôm qua mình có thử rồi, là trái ở đây ăn tương đối là ok, ngọt. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn là cách mà mình làm cho cái trái cây của mình nó ngọt. Thì cái điều kiện để cho trái cây của mình nó ngọt đó các bạn, thì cái điều kiện thứ nhất, chúng ta sẽ cần phải nắng. Các bạn càng nắng càng tốt. Đấy, cái mùa hè của mình mà nó càng nắng bao nhiêu thì cái khả năng cho cái trái của mình nó sẽ càng ngọt bấy nhiêu. Đấy là cái điều kiện thứ nhất. Còn nếu như các bạn trồng ở trong những cái vùng mà cái mùa hè mà nó mát hoặc là lạnh nhiều thì cái độ ngọt và cái độ thơm ngon của nó sẽ giảm đi. Nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Cái điều kiện thứ hai là cái cây của mình nó phải già. Vậy thì già bao nhiêu thì là đủ? Là cây của mình ít nhất nó phải từ 3 năm, 3 năm rưỡi trở lên. Đấy thì nó sẽ có cái khả năng là nó sẽ trái của mình nó sẽ cho là ngọt hơn. Có một số người trồng ít hơn 3 năm cây nó cũng ngọt, nhưng mà như vậy thì nó không có phổ biến. Còn cái cây mà đảm bảo đó các bạn thì nó phải tương đối già, càng cao to thì càng tốt, càng lâu năm. Đấy là những cái điều kiện tiên quyết. Cái nữa, cái trái cây của mình để càng để trên cây càng lâu thì cái độ ngọt của nó sẽ thơm hơn và nó ngon hơn. Tất nhiên là mình phải để làm sao để cho cái độ chín của nó cho nó vừa đủ các bạn. Bởi vì quá thì nó sẽ thành là chín quá, nó sẽ không còn ăn được nữa. Thì cái cây ăn trái đó các bạn, mình chăm sóc thì nó sẽ chia làm hai giai đoạn chính. Cái giai đoạn đầu là cái giai đoạn mà cây nó sẽ lớn, nó phát triển. Ví dụ như là mùa thu cây nó sẽ tàn lá, cành nó sẽ khô cằn, lúc đó là chúng ta có thể cắt tỉa. Sau đó là đến mùa xuân là chúng ta sẽ bón phân bình thường. Thì cái phân NPK thông thường là cái phân như thế nào? Ở Úc thì các bạn có thể rất là dễ dàng là mua hai cái loại phân như vậy. Nó đều là của cùng một cái hãng Yết đây các bạn. Đấy thì các bạn sẽ đào một cái rãnh xung quanh gốc cây, các bạn phủ xuống vào đầu xuân. Còn cái này là cũng của cái Dynamic này các bạn. Mình cũng để bón cây, nhưng mà cái này nó chuyên môn để dành cho trái. Này các bạn, nó ghi được cái chữ seed chuột đây nè. And fruit. Cái này là dành cho trái nha. Thì cái này nó chỉ giúp cho mình là ra trái nhiều thôi. Còn bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn là cái trái nhiều nhưng mà để làm cho trái nó ngọt hơn và nó thơm hơn. Và cái trái của mình nó cứng hơn, nó khỏe hơn và nó không có bị rụng trái. Đấy lại là khác. Vậy thì làm thế nào để cái trái cây của mình nó ngọt hơn? Thì trước hết chúng ta phải cho bón phân kali thật nhiều. Thì cái trái cây của mình nó sẽ ngọt hơn. Nhưng mà làm sao để cái kali đó nó sẽ truyền lên trên trái được? Thì chúng ta sẽ cần nắng. Đấy là lý do tại sao mà mình có chia sẻ với các bạn là cái trái cây ăn trái chúng ta phải trồng ở chỗ nắng. Càng nắng nhiều càng tốt. Để khi mà nắng nó chiếu vô những cái lá này thì nó sẽ tổng hợp cái lượng đường ở trong cái thân cây đó các bạn. Và từ cái kali ở dưới nó sẽ sản xuất ra lượng đường và nó sẽ truyền lên trên trái cây của mình. Đấy là lý do tại sao mà cái cây mà càng lâu năm, càng cao to thì nó sẽ càng ngọt. Là bởi vì cái tán, cái cành lá của nó sẽ nhiều và nó sẽ cao hơn. Và cái lượng trái nó sẽ tỷ lệ hài hòa với cái lượng lá của cây. Ví dụ như ở đây mình có một cái cây cam đây các bạn. Cái cây này trái của nó rất là nhiều. Đấy là lần trước nó không có ra trái. Bây giờ mình đã bón phân tương đối là đầy đủ. Và làm những cái biện pháp cần thiết, bón phân này kia. Thì giờ ra trái rất là nhiều. Nhưng mà mình
Con nói với các bạn là mình nhìn cây này là mình biết là cái trái của mình, cái trái của nó sẽ bị chua, là bởi vì cái lượng lá so với cái lượng trái cây là nó không có tỷ lệ, bởi vì trái ra nhiều, lá cây và cành cây nó không có nhiều. Mấy cây thứ hai nữa là cái nắng của nó ít, nó không có đủ. Là mình trồng ở trong cái góc này là thứ nhất là buổi chiều nó bị cản nắng bởi cái hàng rào. Cái thứ hai nữa là mình có một cái sai lầm là mình trồng một cái dàn mướp và khổ qua ở đây. Nó cũng sẽ hạn chế một phần nào cái nắng nó chiếu vào lúc buổi sáng đó các bạn. Là vừa thiếu nắng và cây thì nhỏ. Đấy, cho nên là cái trái cây của mình nó rất là lâu, mình đã để rất là lâu rồi nhưng mà nó không thấy nó chín. Đây là các bạn. Đấy, cái lá của nó không có căng. Đấy là cái biểu hiện mà là thiếu chất, mà cụ thể là thiếu kali. Là như vậy, là thứ nhất là cái trái ở đây nó sẽ không có ngọt, mặc dù nó rất là sai. Đấy, ví dụ như ở đây mình có cái cây ổi này thì ok rồi. Cái thứ nhất là cái cây này mình trồng ở cái chỗ này nắng toàn phần luôn, cả từ sáng cho tới chiều lúc nào nó cũng có nắng hết. Cái thứ hai là nó không có bị gì, không bị cái gì che hết. Cái thứ ba nữa là cái đây là một cái giống ổi này nó rất là nhỏ. Các bạn nhìn tới cái cỡ này là đã chín rồi, mà ngày nào là mình cũng phải ra hái, nếu không nó sẽ bị chín quá. Các bạn nhìn thấy cái lá của nó rất là khỏe mạnh, nó tươi mà nó xanh, nhìn nó đấy, nhìn nó ok này các bạn. Này, trái này là ăn rất là thơm này. Còn đến cái cây tắc đây, cây tắc thì các bạn có thể là muốn chua, nhưng mà cho dù chua hay là không chua thì mình cũng nên cắt tỉa làm sao mà để cho nắng nó chiếu vào cái cây đấy là nhiều nhất các bạn. Các bạn có thể tỉa xung quanh, nhất là cái phía bên trong đó các bạn. Nếu như mình cái cây của mình nó dày đặc quá thì nắng nó không có chiếu bên trong được, nó cũng sẽ cản trở cái việc ra trái. Cái thứ hai là nó gây ra một số những căn bệnh, ví dụ như xoăn lá hay là nấm mốc, hoặc là cây bị sưng nữa các bạn. Nó cũng sẽ rất hay xảy ra đối với cây tắc của mình. Cho nên là đối với những cái cây mà nó nhiều quá nhiều lá thì các bạn cũng nên tỉa bớt, để làm sao mà cái lượng nắng mà nó chiếu rồi đó các bạn là càng nhiều càng tốt. Mình cắt tỉa làm sao mà nó phải hấp thụ được thật nhiều nắng. Rồi sau khi mà chúng ta đã đầy đủ tất cả những cái điều kiện mà mình đã nói rồi thì các bạn sẽ bổ sung cái phân potash hay là kali, hoặc là các bạn có thể cho muối Epsom. Muối Epsom để cho nó tăng cái hàm lượng magie, là sẽ trái nó sẽ ngọt hơn. Thì cái phân kali là bao gồm là những cái phân như thế nào? Thì mình cũng xin nhắc lại với các bạn là những cái phân này đó các bạn, là mình sẽ tưới vào cái giai đoạn mà các bạn bắt đầu nhìn thấy hoa, hoặc là khi các bạn bắt đầu nhìn thấy trái mình mới sử dụng cái này, bởi vì cái này để cho trái nó ngọt. Còn lúc giai đoạn ban đầu thì các bạn cũng bón phân NPK hoặc là những cái phân mà các bạn thường sử dụng mà các bạn thấy nó hiệu quả thì vẫn xài bình thường. Thì đối với cái cây cao lớn đó các bạn, bởi với cái lượng phân như vậy là sulfate of potash, là phân kali, các bạn sẽ cho mình là 6 cái vốc tay để đầy đối với những cái cây mà lâu năm to. Và các bạn sẽ cho mình là 2 muỗng muối Epsom như vậy. Rồi các bạn pha nước, các bạn sẽ tưới lên. Còn đối với cây thường nữa các bạn, thì các bạn sẽ chỉ cần giải theo cái hướng dẫn ở đây là 10g trên 1m². Bây giờ trường hợp các bạn không có muốn mua phân ở ngoài tiệm mà các bạn muốn tự làm thì làm thế nào? Thì đây là cái phân chuối. Cái phân chuối này hôm trước mình có giới thiệu với các bạn ở cái video là làm cái loại phân chuối khô. Thì đây là cái vỏ chuối mà mình có phơi khô đó các bạn. Đấy, rồi mình có xay cái vỏ trứng rồi, nó có hàm lượng canxi nữa. Cái này thì các bạn có thể rắc đều lên trên cái gốc cây của mình cũng được. Rồi, cái nguồn tiếp theo là cái nguồn mà mình làm compost chuối. Đấy là cái, đây là cái vỏ chuối các bạn bỏ vào đây, các bạn ủ với đất. Đấy cũng rất là nhiều kali. Rồi các bạn đem các bạn bón vô cây cũng rất là ngọt. Trái nó rất là ngọt. Thì đây là mình có cái sulfate là potash, là cái loại kali mà mình có mua ở ngoài sẵn. Còn cái này là mình tự làm bằng vỏ chuối. Và cái này là cái compost chuối nha. Ở đây mình có cái bình nước tưới cây là 9 lít các bạn. Và cái đây là cái muối Epsom. Các bạn sẽ bỏ vô cho mình là 2 muỗng như vậy. Các bạn có thể bỏ muỗng ăn cơm cũng được. Mình sẽ bỏ vào đây. 1 2 Bởi vì cái muỗng của mình hơi nhỏ đó các bạn, mình sẽ bỏ là 3 cái muỗng cà phê như vậy. Cái loại nước mà các bạn sử dụng, các bạn nên sử dụng nước mưa, hoặc là cái nước này hôm qua mình có bơm ở trong vòi ra rồi mình để qua đêm rồi. Mục đích để làm sao? Để cho nó bay hết cái khí clo và những cái hóa chất mà người ta khử trùng đó các bạn. Bây giờ mình sẽ đi mình bón phân kali xuống. Ở đây mình có cái gốc cây ổi được các bạn. Đấy, cái này là mình đã làm rồi. Bây giờ mình sẽ làm lại cho các bạn để các bạn coi. Mình sẽ sử dụng là 2 các loại phân.
Đây là phân chuối là rất nhiều kali. Cái thứ hai là cái phân potash này là kali. Bây giờ cái này mình sẽ bỏ sang gốc phân cây cam, và cái bên chuối là mình sẽ bỏ ở đây. Là mình sẽ làm hai phương pháp cho các bạn. Các bạn có thể có compost chuối cũng được.